Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk hiện đang quản lý 341 công trình thủy lợi. Trong đó có 247 hồ chứa, 13 trạm bơm và 82 đập dân. Các công trình thủy lợi này phục vụ tưới tiêu cho gần 80.000 hecta cây trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự báo vùng phục vụ tưới của công ty sẽ có khoảng 1.200 hectare cây trồng bị hạn, trong đó có gần 600 hectare lúa. Còn lại là các loại cây trồng khác tập trung chủ yếu ở các huyện Chư bờ ga Buôn Đôn, Cờ Rông Năng, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thu. Hiện công ty phối hợp với ngành chức năng xây dựng các phương án chuẩn bị nhân lực vật tư máy móc để chủ động phòng chống hạn cho cây trồng trong đó dùng bao tải đắp đất nâng mặt đập tràn lên để giữ thêm nước tại các hồ chứa sử dụng bơm tận dụng hết mực nước ở các hồ càng để tưới cho lúa và các loại cây trồng khác chuẩn bị đầy đủ các phương tiện máy móc bơm lưu đồng dầu dự trữ để nếu xảy ra hạn khốc liệt thì sẵn sàng ứng phó cố gắng hạn chế thiệt hại cho người dân đến mức thấp nhất